Bây giờ ghe mì đang về này nha cô chú anh chị các bạn. Đó. Hai chiếc á. Hai chiếc này nó kè về á. Có một chiếc bị hư. Dùm lại nó hơi lung lắc cô chú anh chị các bạn thông cảm nha. Kè vô á. Đó. Wow. Kè vô đây nè. Nãy giờ nó bị hư. Ủa, cái này nó xong rồi bây giờ. Đi chở mì vô tiếp nha cô chú anh chị các bạn. Giờ xe phải cài xong rồi chạy ra. Đây. Fiat. Fiat 1003. Con này quay đăng bên bên mình quay TV á. Có một clip nó đăng mình đó, đó nó đang chở mì đó. Rồi giờ nó đi quay gặp nó tiếp. Sau lưng hình như có một con đang chạy xuống nữa tới về phải đây, tới nha, tới nha, về phải rồi, về tới, quẹo quẹo, ừ, quẹo con.
Rồi xong. Rồi vô quay tiếp nha cô chú chị các bạn. Đó, bờ hồ rộng mênh mông. Không này ghe chưa về nha cô chú anh chị các bạn, ghe chưa về chờ lâu quá, thì xe này nó ra luôn, tại ghe dưới đang hư, ghe mà chạy lên mà cũng bị hư nữa là mới bắt tài giờ về luôn, xong điện thoại chạy vô. Bây giờ xe không à.